Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ triển khai kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và liên ngành năm 2024 tại 10 tỉnh thành phố bao gồm Bình Dương, Hải Phòng, Bạc Liêu, Kon Tum, Hà Nam, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Quảng Bình và Tiền Giang. Cùng với đó, cơ quan này kiểm tra chuyên đề về thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại 8 tỉnh, thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam và một số công ty thành viên. Với mục tiêu xây dựng bến cảng cửa ngõ vùng đồng bằng sông Cửu Long tại Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa trực tiếp cho toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long, tăng cường kết nối, giảm chi phí vận tải và khối lượng hàng hóa tiếp chuyển lên các cảng biển Đông Nam Bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hôm nay, tỉnh Sóc Trăng tổ chức nghe báo cáo tiền khả thi để kêu gọi đầu tư dự án. Theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cảng biển Sóc Trăng được phân loại là cảng biển loại 3 thuộc nhóm cảng biển số 5, quy hoạch tiềm năng thành cảng biển đặc biệt, phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa trực tiếp cho đồng bằng sông Cửu Long, tăng cường kết nối, giảm chi phí vận tải và khối lượng hàng hóa tiếp chuyển lên các cảng biển Đông Nam Bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho vùng. Theo đó, dự án cảng Trần Đề sẽ phát triển một bến cảng ngoài khơi có quy mô 1.400 ha và kết nối với bến trong bờ quy mô 4.000 ha bằng hệ thống cầu dẫn dài 18 km. Trong đó, khu bến cảng ngoài khơi có khả năng tiếp nhận tàu container lớn nhất lên đến 100.000 tấn và tàu hàng rời đến 160.000 tấn. Việc xúc tiến thành lập cảng biển Trần Đề đóng vai trò rất quan trọng không chỉ với tỉnh Sóc Trăng mà còn cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo kết quả nghiên cứu của một số đơn vị tư vấn, khi đưa vào hoạt động, cảng biển này sẽ tiết giảm được chi phí vận chuyển hàng hóa từ 30 đến 40% so với hiện nay. Có cảng sẽ giảm được cái chi phí vận chuyển thôi nha. Là tôi tính ra đó, hàng năm á với cái mức quy mô hoạt động như hiện nay đó, hàng năm có thể là tiết kiệm được, giảm phí được 20 tỷ đồng. Nhưng mà cái quan trọng hơn đó, nó giảm được cái rủi ro cái hàng vận chuyển trên cung đoạn đường quá xa. Tại buổi làm việc, các đại biểu thảo luận về các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư dự án cảng biển Trần Đề, hợp phần nào thuộc ngân sách nhà nước, hợp phần nào thuộc đầu tư của doanh nghiệp và hợp tác đầu tư. Việc hình thành cảng biển Trần Đề cũng đồng nghĩa mở ra một cửa ngõ mới, rộng và tiện nghi nhất ở đồng bằng sông Cửu Long, thúc đẩy phát triển vùng và liên kết quốc tế. Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, với mong muốn sớm triển khai dự án, tỉnh đồng ý với đề xuất tư vấn, đề nghị Trung ương cho tỉnh chấp thuận chủ trương chọn nhà đầu tư, không qua đấu thầu. Tuy nhiên, đề nghị đơn vị tư vấn nghiên cứu thật kỹ quy định pháp luật, không để xảy ra rủi ro. Đây là một cái nhiệm vụ chính trị trọng tâm mà được Ban Thường vụ cũng như tỉnh ủy hết sức quan tâm. Bằng mọi giá, chúng ta cố gắng làm sao cái dự án này được khởi công trong cuối năm 2025. Đơn vị tư vấn đề xuất trong năm 2024 sẽ hoàn thành giai đoạn chuẩn bị đầu tư, phê duyệt dự án. Năm 2025 hoàn thiện thiết kế, lựa chọn nhà thầu để triển khai thi công từ 2026-2027, hoàn thiện vào năm 2028. Dự án chia làm 5 giai đoạn với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 157.000 tỷ đồng. Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với đồn biên phòng xã Bản Lầu, huyện Mường Khương vừa bắt giữ 2 xe ô tô vận chuyển hơn 3 tấn cá tầm, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trước đó, trong quá trình tuần tra, tổ công tác phát hiện 2 xe ô tô do Đặng Quốc Thịnh, trú tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ và Trần Xuân Thường, trú tại tổ 2, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai điều khiển, có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, phát hiện trên xe có 172 bao tải dứa màu xanh chứa hơn 3 tấn cá tầm. Toàn bộ lô hàng đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Tại cơ quan điều tra, hai tài xế khai nhận chở thuê cá tầm từ thôn Cốc Phương, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương trở ra thành phố Lào Cai. Hư hỏng, xuống cấp và không đáp ứng đủ các điều kiện cần thiết để có thể lưu trữ, trưng bày tư liệu hiện vật. Thực tế này tồn tại trong suốt thời gian dài tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Thế nhưng địa phương gần như là thả nổi, khiến cho bảo tàng không phát huy hết giá trị và các hiện vật đứng trước nguy cơ bị hư hỏng. Đài trưng bày bong chóc với chi chít những điểm loang lổ, vách tường rêu phong bu bám. Không gian khu trưng bày hiện vật của Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi luộm thuộm và nhếch nhác. Chẳng ai có thể hình dung đây lại là một bảo tàng cấp tỉnh đang bảo quản và trưng bày rất nhiều hiện vật, hình ảnh, tư liệu lịch sử có giá trị. Những cái đài trưng bày hầu như là bị dợp hết và đấy cũng là một điều mà khiến cho bạn em rất là mất tự tin trong cái việc mà truyền thông đối với du khách đó.
Với lại là đấy mùa đông á, thì hầu như là các cái nền ở phòng trưng bày là nước rất là nhiều. Và bạn em là vừa phải là trực phòng mà vừa phải là hốt. Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi được xây dựng từ năm 2000. Sau khi đưa vào sử dụng thì không được duy tu, sửa chữa thường xuyên, nên dẫn tới tình trạng hư hỏng xuống cấp ngày một nghiêm trọng. Cơ sở vật chất mà để đảm bảo cho việc trưng bày đó là bất cập. Để nhiều cái ý kiến người ta ra, người ta nói một cái bảo tàng của Quảng Ngãi thế này, to thế này, hiện vật thế này, mà để nó quá xuống cấp như thế là nó không có xứng tầm với cái hiện vật của cha ông để lại. 22.000 hiện vật tư liệu hình ảnh, trong đó có cả những bảo vật quốc gia có nguy cơ bị hư hại do điều kiện cơ sở vật chất bảo quản không đảm bảo. Nguyên nhân được cho là do thiếu kinh phí. Khối lượng hiện vật, hình ảnh, tư liệu trưng bày ở đây là rất là lớn. Do vậy nếu mà không có cái chế độ tốt cho nó, tức là cái việc mà bảo quản và gìn giữ, rồi chống cái độ ẩm cao của cái không gian cái phòng trưng bày, cũng như là cái xử lý mốc và cái sự xuống cấp bảo tàng ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến cái hiện vật tư liệu và hình ảnh. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi cho biết hiện đang nghiên cứu địa điểm để giai đoạn 2025-2030 xây dựng bảo tàng mới. Nhưng trong khi chờ xây dựng bảo tàng mới thì không thể tiếp tục trưng bày bộ mặt văn hóa con người Quảng Ngãi theo cách như hiện tại.